Tập 42. Chúng ta vẫn phải đi tìm băng phách ngàn năm về đây. Chỉ là tạm thời, cô ấy không bị nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mà tiểu điệp cô nương, nội lực của cô ấy gần như không còn. Cô ấy cũng không thể vận công hay điều khí. Cô ấy sẽ giống như một người bình thường. Người bình thường? Nè, là người bình thường thì có sao đâu. Mã Chiêu đệ này không phải là người bình thường hay sao? Mỗi ngày thiếp ăn uống vui chơi đi đứng ngủ nghỉ thoải mái biết là bao nhiêu. Mỗi ngày thiếp đều Sao hả? Xem như chưa nói gì hết. Thật ra tôi cũng hiểu được ý của thừa tướng. Nếu đây là lúc bình thường, tiểu điệp không có pháp thuật tôi cũng không lo lắm. Nhưng mà bây giờ Tuyết Nhạn hận chúng tôi tận xương tủy, tôi sợ. Nè, chuyện gì? Dương tướng quân à, người không cần phải lo chuyện này đâu. Xem đi, bây giờ tiểu điệp cô nương đã không còn pháp thuật nữa có phải không? Giống y chang như một người bình thường luôn. Đúng lúc ta cũng đang rảnh, ta dạy cho cô ấy một số việc. Ta sẽ dạy cho cô ấy nấu ăn rồi làm việc nhà. Mấy chuyện này chỉ là chuyện nhỏ thôi. Chưa để bản thân nàng còn chưa làm xong nữa mà đi dạy người khác hay sao? Trời ơi, tướng công à, thiếp biết làm nhiều chuyện lắm đó. Với lại phu nhân đã dạy thiếp rất nhiều. Mọi người đều ở đây sao? Nè, mọi người xem, nói người người đến. Nhắc ma thì ma. Nè. Phu nhân à, tiểu nữ không có ý đó. Không, không phải là nói phu nhân là ma. Không sao đâu. Ta biết chuyện của Võ Thành Dương rồi. Mọi người đều rất đau lòng. Ta cũng khuyên hầu gia chuyển đau thương thành sức mạnh, phải phấn chấn trở lại. Đúng rồi, mọi người đã một ngày không ăn gì rồi. Ta đã chuẩn bị ít đồ chay. Mọi người ra sau ăn một chút đi. Đa tạ phu nhân. Có điều Dương Tiễn lại không thể đói. Chủ nhân, một ngày một đêm rồi người chưa ăn uống. Người đi đi, tôi canh chừng cho. Dương tướng quân, trời ơi, mọi người hãy đi đi. Ở đây giao cho ta, cứ yên tâm. Mọi người đừng có tranh giành nữa. Ta sẽ ở đây chăm sóc cho tiểu điệp. Với lại bây giờ thừa tướng cũng đã về rồi, ta tin tiểu điệp cô nương sẽ không có chuyện gì đâu. Chắc chắn thừa tướng đã có sự sắp xếp nào đó cho tiểu điệp cô nương rồi. Thôi vậy đi. Vậy chúng ta đến đó ăn chút gì. Dù gì thần cũng có chuyện muốn bàn bạc với hầu gia. Phu nhân, thần xin cáo từ trước. Mời thừa tướng. Phu nhân cáo từ. Cáo từ. Đúng vậy. Trước đó thì Khương Tử Nha đã tìm được một con đường thoát thân. Pháp thuật của tên Khương Tử Nha rất cao cường và khó đoán. Vì vậy tôi nghĩ trước đây hắn đã che giấu công lực của mình. Ồ, Tuyết Nhạn cô nương, pháp thuật của Khương Tử Nha thật sự lợi hại như vậy à? Đúng vậy. Giang đại ca, huynh không cần phải lo. Bây giờ tôi đã có pháp bảo của 30 muội rồi. Triệu Công Minh này sẽ dùng kim giao tiễn đó giết chết Khương Tử Nha. Thật không ngờ pháp thuật của Khương Tử Nha lại thâm sâu khó đoán như vậy à. Xem ra trước đây hắn đã gạt chúng ta. Đúng vậy. Nhưng mà kim giao tiễn của Công Minh kết hợp với kim quang bảo kính của tôi, muốn đánh bại tên Khương Tử Nha này chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Muội không nghĩ như vậy. Ba muội đã tới rồi. Bái kiến Bạch tỷ tỷ. Bái kiến Bạch tỷ tỷ. Chúng ta đều là người đồng đạo, không cần đa lễ. Đã lâu không gặp Bạch tỷ tỷ, thật không ngờ được gặp tỷ ở nơi này. Hèn chi đại ca muốn đến đây bởi vì có Bạch tỷ tỷ đến đây giúp Triều ca, có đúng không? Nhị muội, đừng có nói bậy. Hèn chi đại ca cứ đòi xuống núi hoài thôi. Thì ra các muội nói bậy cái gì vậy? Tuyết Nhạn xuống núi ngoài giúp ta thì còn Công Minh. Quynh không cần giải thích nhiều. Dương Tiêu, nếu ba tỷ muội của muội đồng ý ở lại đây giúp Công Minh và ta, ta cảm thấy vui lắm và sẽ cảm kích không nguôi. Không, ba tỷ muội chúng tôi đến đây là để từ biệt. Cái gì? Sao vậy? Ba vị tiên tử không muốn tiếp tục ở lại Triều ca nữa sao? Không phải không ở lại, ba tỷ muội chúng tôi vẫn chưa luyện xong trận pháp giáo chủ đã giao. Với lại là chúng tôi không muốn xen vào cuộc chiến của Hồng Trần. Nếu đại ca không nghe lời khuyên, chúng tôi cũng đành chịu, nên quyết định về núi tu luyện. Bích Tiêu,
Tại sao lần nào muội nói chuyện với ta cũng có thái độ như vậy? Muội có biết là nói vậy sẽ làm ta mất mặt hay không? Đại ca, không phải muội không nể mặt huynh, bởi vì sau khi xuống núi thì huynh thay đổi hoàn toàn. Trước đây đại ca là một người rất phóng khoáng, rất lịch thiệp. Trước đây đại ca ở núi uống rượu ca hát, bây giờ đại ca chỉ muốn giết người thôi. Muội, muội. Đại ca, tính của nhị muội trước giờ rất thẳng thắn nóng nảy, nhưng mà muội ấy có sao nói vậy thôi. Quy lực của Kim Giao Tiễn rất lớn, tuyệt đối đừng để nó thấy máu nhiều lần. Đại ca cũng biết Kim Giao Tiễn này vốn được tạo thành từ hai con giao long. Hai con giao long này sau khi đã nhóm máu nhiều người, chúng sẽ không chịu khống chế nữa, nói không chừng lúc đó sẽ làm tổn thương chủ của mình. Tại sao lại như vậy? Kim Giao Tiễn này không nhận ra chủ nhân của mình à? Đúng vậy, nó chính là hiện thân của hai con rắn được chúng tôi thu phục ở Đông Hải. Hai con rắn này vô cùng tàn ác. Lúc đầu khi thu phục nó, chúng tôi đã định giết nó. Vì lúc đó giáo chủ thấy hai con rắn này dũng mãnh, cho nên đã biến chúng thành Kim Giao Tiễn. Thì ra chuyện là như vậy. Kim Giao Tiễn này quy lực vô cùng lớn, nhưng mà muội thấy đại ca hiện giờ sử dụng rất tốt. Đại tỷ, nhị tỷ, hai tỷ đừng lo lắng nữa. Yên tâm đi, như lời ta muội đã nói, Kim Giao Tiễn chịu sự khống chế của ta, thêm vào đó còn có sự phối hợp của Kim Hoàng Bảo Kính nữa, sẽ không có vấn đề gì lớn đâu. Đúng vậy, ba vị muội muội không cần quá lo lắng. Ta và Công Minh sẽ phối hợp thật tốt. Hai bảo vật đó phối hợp với nhau đúng là quá tuyệt vời rồi. Với lại ta sẽ nói Công Minh khống chế, không để Kim Giao Tiễn gây cảnh đổ máu cho nhiều người, ngoại trừ một người là Khương Tử Nha. Vậy đại tỷ, muội nghĩ cứ lấy lại đi. Trận của chúng ta thiếu Kim Giao Tiễn nên rất yếu. Đại tỷ à, hiện giờ trên người đại ca không có pháp bảo gì, tỷ đành lòng lấy Kim Giao Tiễn lại sao? Lỡ như mà đại ca đánh thua, không chỉ hủy hoại danh tiếng của giáo chủ, ngay cả ba tỷ muội chúng ta cũng bị mất mặt đó. Ê, ba vị tiên tử, lão phu xin bảo đảm với ba vị tiên tử sẽ khuyên Công Minh sư đệ hạn chế sử dụng Kim Giao Tiễn đó. Đại ca, huynh có bảo đảm không? Ta xin bảo đảm là ngoài Khương Tử Nha và Dương Tiễn ra, nếu ta làm tổn hại bất kỳ ai, ta sẽ chết dưới Kim Giao Tiễn này. Đại ca, tại sao huynh lại thề độc như vậy? Đúng vậy đại ca, tụi muội đâu có trách gì huynh đâu. Huynh đâu cần. Ta cũng đã nói ra những lời đó rồi. Nếu các muội tin lời của đại ca nói, hãy để Kim Giao Tiễn lại đây cho đại ca sử dụng. Đại ca cũng đã nói như vậy rồi, muội không nói gì nữa. Đại tỷ, chúng ta về đi. Muội sẽ tiếp tục cho Quỳnh Tiêu đến động lao phù, vào đó thay đại ca. Có điều muội nghĩ là không nên để giáo chủ biết chuyện này. Lỡ như giáo chủ trách tội xuống, không chỉ có đại ca có chuyện, mà ngay cả ba tỷ muội của muội cũng sẽ bị liên lụy. Đa tạ ba vị muội muội. Cáo từ. Sao vẫn chưa tỉnh lại vậy? Tiểu Điệp cô nương đã tỉnh lại rồi. Tiểu Điệp cô nương. Phu nhân, chất độc trong người tôi được ai giải vậy? Còn ai vào đây nữa? Đương nhiên là Khương Tử Nha, tướng công của ta, lên trời xuống đất, việc gì cũng làm được hết. Vậy thừa tướng hiện giờ đang ở đâu? Tiểu Điệp muốn đa tạ người. Tiểu Điệp cô nương, cô không cần phải gấp gáp như vậy. Cô vừa mới tỉnh lại, sức khỏe vẫn còn yếu lắm, cô nên nghỉ ngơi thêm chút nữa đi. Đúng rồi, tướng công của ta nói cô trúng độc rất nặng, chất độc trên người cô cần có băng phách ngàn năm mới có thể giải hết được. Cho nên là tướng công của ta đã phong kinh mạch của cô, bây giờ cô không thể dẫn công được. Vì vậy cô cũng giống như chúng tôi, một người bình thường. Thưa tướng, mời. Thừa tướng tới rồi. Tướng công. Tướng công, Tiểu Điệp cô nương tỉnh lại rồi. Tiểu Điệp đa tạ thừa tướng ra tay cứu mạng. Tiểu Điệp cô nương không cần khách sáo. Đúng đó Tiểu Điệp, thừa tướng tấm lòng nhân hậu, cứu người vô số. Với lại chúng ta là người nhà mà, muội không cần khách sáo đâu.
Đúng rồi đó, hai người cũng sắp thành người thân rồi, còn khách sáo làm gì? Bây giờ thì tiểu điệp cô nương đã không sao rồi, trong hậu phủ còn có chuyện cần phải giải quyết, vậy thần đi trước đây phu nhân. Khanh đi làm việc đi. Phu nhân à, vậy thì tiểu nữ sẽ đi chung với tướng công, ở đây giao lại cho người nha. Trung thần xin đi trước. Tiểu điệp cô nương có cần nghỉ ngơi một chút không? Hầu gia phu nhân, tôi đã khỏe lại nhiều rồi. Bây giờ tuy là tôi không thể nào dẫn công được, nhưng mà tôi vẫn có thể đi được chạy được. Tôi cảm thấy mình đã khỏe lại nhiều rồi. Đúng vậy, tất cả nhờ thừa tướng có pháp thuật cao cường. Tiểu điệp, thật ra muội không có pháp thuật cũng không sao, huynh sẽ ở bên cạnh bảo vệ muội. Không chỉ chủ nhân tôi bảo vệ cô, Hao Thiên Khuyển này cũng sẽ bảo vệ cho chủ mẫu. Dương tướng quân à, Khanh có biết là ai đã hại tiểu điệp cô nương hay không? Có thể là ba tỷ muội của tôi đã kỹ, Phụng Thanh Thanh và Ngọc Khánh, còn có thân công báo nữa. Nhưng mà người đã cho muội trái đào rõ ràng là một bà lão mà. Tiểu điệp, muội cũng có pháp thuật mà, ở gần vậy mà không nhận ra người đó là ai, nên huynh cho rằng bà lão đó có thể chính là Tô Đắc Kỷ. Thực tình không hiểu nổi sao huynh lại đối với muội như vậy. Trước đây huynh đã hứa với muội, huynh đã hứa sẽ tốt với muội mà. Tiểu điệp, từ nhỏ ta đã yêu muội như vậy, thương muội như vậy, tại sao muội lại phản bội ta? Tại sao muội lại giành một người đàn ông với ta? Thật ra là tại sao? Thật ra là tại sao? Mình phải làm sao đi? Mình phải làm sao mới được đi? Tuyết Nhạn, tại sao muội lại đứng ở đây một mình buồn vậy? Muội đâu có, muội chỉ muốn một mình yên tĩnh thôi. Muội còn nghĩ đến Dương Tiễn hay sao? Công Minh, sau này đừng nhắc tới Dương Tiễn nữa được không? Huynh sẽ không nhắc, nhưng trong lòng muội vẫn nhớ đến hắn ta. Hôm nay huynh tới tìm muội có chuyện gì không? Tối hôm đó chuyện xảy ra giữa ta và Tuyết Nhạn, ta có nên nói cho Tuyết Nhạn biết hay không? Công Minh, trước giờ huynh là người thẳng thắn, có gì sẽ nói ra ngay. Thực ra huynh muốn nói gì? Thật ra tối hôm đó huynh... Tối hôm đó là tối hôm nào? Huynh mau nói đi. Là tối hôm huynh và muội. Thì ra hai người ở đây sao? Lão phu đi tìm nãy giờ. Chàng thấy sư, sao ngài lại đến đây? Lão phu có nghe nói là kim quan trận của cô rất lợi hại, đáng tiếc trước giờ chưa có duyên thấy. Đắc Kỷ nương nương cũng muốn thấy kim quan trận của cô, cho nên... Ý của chàng thái sư là muốn tôi đến đó gặp Đắc Kỷ nương nương? Đúng vậy, pháp thuật của Đắc Kỷ nương nương vô cùng cao cường, nếu nương nương giúp chúng ta thì phần thắng của chúng ta trong trận này sẽ tăng lên gấp bội. Được, vậy bây giờ tôi sẽ đi với ngài gặp Đắc Kỷ nương nương. Được, mời.
Theo ta thấy, đến giờ Tuyết Nhạn vẫn chưa quên được Dương Tiễn. Ta định sẽ nói ra sự thật của tối ngày hôm đó. Xem ra thời cơ vẫn chưa tới. Được, trước tiên ta sẽ giết Dương Tiễn, sau đó sẽ nói rõ ràng với muội ấy sao? Cha, xin cha hãy yên tâm, con hứa là sẽ trả thù cho cha, con nhất định sẽ giết Triệu Công Minh. Cha ở trên trời của Linh Thiên, hãy phù hộ cho con học được nhiều pháp thuật cao cường. Cha, cha, cha. Thiên quá, nhị công tử. Thiên quá, hoàng tướng quân vì cứu lấy cha của ta đã gặp chuyện không may. Cha ta cũng thấy rất buồn. Tôi biết mà nhị công tử, cậu hãy chuyển lời tới hầu gia, nói người đừng có buồn nữa. Tuy đến bây giờ tôi chưa chấp nhận được cha tôi đã mất, nhưng tôi biết là cha tôi không hề hối hận. Mạng của hai cha con tôi từ lâu đã thuộc về Tây Kỳ này. Thiên quá, hai cha con của ngươi một lòng trung thành với Tây Kỳ, trong lòng ta biết rất rõ. Nhưng mà Thiên Quá, bây giờ chuyện quan trọng nhất là phải phá được Kim Giao Tiễn và Kim Quang Trận đó. Vì công tử, theo tôi thấy Kim Giao Tiễn có quy lực rất lớn, chỉ cần tôi lại gần nó, tôi cảm nhận được nó có sát khí rất mạnh, cả người tôi giống như bị xé toạc ra vậy. Kim Giao Tiễn vô cùng lệ hại, nó không giống pháp khí của đạo gia. Hả? Nếu Kim Giao Tiễn là pháp khí của đạo gia thì nó không có sát khí mạnh như vậy. Thiệt tình, vậy phải làm sao mới được đi? Chẳng lẽ thừa tướng cũng không có cách sao? Đương nhiên là sư phụ của tôi có cách. Nhưng bây giờ chúng ta không chỉ phải tìm cách chống lại Kim Giao Tiễn đó thôi đâu, mà còn phải khống chế nó nữa. Vũ Cát nói rất đúng. Kim Giao Tiễn của Triệu Công Minh có quy lực vô cùng lớn mạnh, đến bây giờ đã tìm ra cách gì khống chế được hay chưa? Nhị công tử, cậu không cần lo lắng, lát nữa chúng ta sẽ tìm thừa tướng bàn xem sao. Thổ Hành Tôn đã đi tìm sư phụ cậu ấy, tìm bối cù Lưu Tôn, chắc là họ cũng sắp trở về rồi đó. Ừ. Thiên Quá, ngươi là nam tử hán, bắt đầu từ bây giờ ngươi không được khóc nữa. Ngươi phải biến đau thương thành sức mạnh, siêng năng học tập võ công, trả thù cho cha ngươi, góp sức cho Tây Kỳ. Dạ Lý Tướng Quân, ông yên tâm đi, tôi sẽ siêng năng rèn luyện võ công. Tại đây Thiên Quá cầu xin mọi người dạy cho Thiên Quá võ công. Thiên Quá sẽ không quản ngày đêm siêng năng luyện tập, để đến khi hầu gia thảo phạt Đế Tân, tôi mới có cơ hội trả thù cho cha tôi. Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy. Như vậy mới đúng đó, mới giống một đại trượng phu. Vị công tử, vị công tử, vị công tử. Quản đại nhân, có gì hay không? Vị công tử, Bạch Tuyết Nhạn khiêu chiến bên ngoài, nó đích danh Dương tướng quân ra ứng chiến. Nhưng mà Dương tướng quân đang chăm sóc cho tiểu điệp cô nương. Được, quản đại nhân, treo miễn chiến bài, ngày khác nên chiến. Nhưng mà sao? Cây Kim Giao Tiễn đã giết 4 người trong nhóm Bác Tuấn, giờ 4 người còn lại nghe tin hoàng tướng quân cũng bị chết thảm, quyết định ra ứng chiến rồi. Cái gì? Hả? Hả? Người ta muốn tìm là Dương Tiễn. Dương Tiễn lại tham sống sợ chết như vậy sao? Phải 4 người các người đến đây chịu chết. Người giết 4 huynh đệ của ta, Bác Tuấn bọn ta đã thề sống chết có nhau. Hôm nay cho dù có chết
bọn ta cũng phải gặp Triệu Công Minh. Cô nương kia, biết điều thì lui ra, kêu Triệu Công Minh ra đây. Nếu không bốn người chúng tôi không thương qua Tiết Ngọc đâu. Được thôi, nếu như các người đã không sợ chết thì ta cho các người tọa nguyện. Ta cũng rất muốn biết Tây Kỳ có bao nhiêu tướng lĩnh sẽ chết dưới tay của ta. Ta thật không tin khi ta giết hết từng người các ngươi, Dương Tiễn kia vẫn không chịu ra gặp ta. Xem ra công lực của Bạch Tuyết Nhạn vô cùng cao thâm. Nương nương nói không sai, Bạch Tuyết Nhạn có vũ khí rất lợi hại là Kim Quang Bảo Kính. Chỉ cần lấy bảo kính ra thì kẻ thù khó lòng mà thoát được. Nếu như các người muốn chết, ta sẽ cho các người tọa nguyện. Cái gì? Tứ tuấn còn lại đã tử trận hết. Sư phụ, mau truyền lệnh xuống. Từ đây về sau, không có sự cho phép của thừa tướng và ta. Những người nào tự ý ra thành khiêu chiến, đồng loạt xử theo quân pháp. Rõ. Thừa tướng, tiếp theo chúng ta phải làm sao đi? Thật ra từ trước giờ ta không muốn Dương Tiễn ra mặt, vì sợ cậu ấy thấy ấy nấy, thấy có lỗi với Bạch cô nương. Trong lúc hai người đối đầu, e là Dương Tiễn mất tập trung. Còn nữa, tên Triệu Công Minh hắn có kim giao tiễn, nhưng mà thật không ngờ các tướng sĩ họ lại đều... Bác Tuấn kết nghĩa Kim Lan, biết được tin bốn người kia đã hy sinh, đương nhiên họ sẽ trả thù. Thiên Hoa, con đang nghĩ gì vậy? Thưa tướng, con không dám giấu, con cũng muốn trả thù. Thiên Hoa, ai trong chúng ta cũng muốn trả thù, nhưng mà công phu của ngươi không bằng cha ngươi. Nếu ngươi đi trả thù cũng đồng nghĩa tìm cái chết. Tôi... Đúng vậy, Thiên Hoa, ngươi phải nghe lời của mọi người. Cho sau khi mọi người nghĩ ra cách đối phó, sẽ cho ngươi đi trả thù ngay. Thiên Hoa, ta còn rất nhiều điều muốn dạy cho con. Con có muốn theo ta học không? Đương nhiên là con muốn. Nếu sư thúc đồng ý dạy con, cho dù là chỉ bao nhiêu cực khổ, con cũng sẽ cố gắng để học những điều sư thúc dạy. Được, mau đứng dậy đi. Vũ Cát, có đệ tử. Về chuyện này không nên để cho Dương Tiễn biết. Sư phụ cứ yên tâm, đệ tử biết rồi. Vị công tử, xin cậu sắp xếp chuyện an táng cho các tướng sĩ. Tiểu Điệp, Tiểu Điệp à, ăn nhiều chút đi. Nè nè nè, đúng, ăn nhiều một chút, ăn nhiều một chút. Nhìn Dương tướng quân chu đáo thiệt, cô ăn nhiều một chút, trong lòng của Dương tướng quân sẽ ngọt ngào thêm một chút. À, phu nhân à, lúc nãy chủ mẫu của tôi đang ăn ngon, người làm quấy xấu hổ rồi, người ta làm sao mà ăn được chứ. Trời ơi,
Thiệt tình, ăn thì cần phải ăn nhiều. Cô ăn nhiều vô thì mới khỏe được chứ. Khi cô khỏe rồi mới có sức theo ta học làm việc nhà được. Khương phu nhân, tôi đã khỏe nhiều rồi. Bây giờ tôi thật sự rất khỏe. Nếu phu nhân đồng ý dạy tôi làm việc nhà, lúc nào tôi cũng có thể học được hết. Tiểu Điệp à, bây giờ muội còn rất yếu, không cần học gấp gáp vậy đâu. Bây giờ muội đang rất muốn học, muội sợ lỡ như sau này. Muội không được nói, không có lỡ như. Tiểu Điệp, Quỳnh đã nói với muội rồi, cho dù muội có biết làm việc nhà không, hay là muội có biết pháp thuật không, Quỳnh không quan tâm đâu. Quỳnh chỉ mong sao muội sẽ ở bên Quỳnh, hiểu không? Thấy hai người ngọt ngào như vậy, ta nhớ đến tướng công của ta. Ta với tướng công của ta cũng ngọt ngào y như hai người vậy đó. Càng nghĩ tôi càng thấy mình tội nghiệp quá. Tới bây giờ mà tôi vẫn chưa tìm được ai hết. Ngươi sao? Thiệt tình, trở thành hình người, nói được tiếng người, làm chuyện con người. Gâu gâu gâu. Trời ơi, thiệt tình khó lắm. Khó cũng không cần người lo. Nè, đã ăn xong rồi có phải không? Ăn xong rồi mau đưa chén cho ta đi. Cảm ơn Khương phu nhân. Đa tạ phu nhân. Không làm phiền, không làm phiền. Còn đứng đó làm cái gì? Bộ không có mắt nhìn hay sao vậy? Mau đi ra ngoài nhanh lên. Gâu. Dương đại ca, mấy ngày nay Quỳnh luôn ở bên cạnh muội, không lẽ không cần bàn chuyện với mọi người sao? Không cần đâu, thừa tướng đã dặn Quỳnh ở đây chăm sóc muội rồi. Đến khi muội khỏe lại thì Quỳnh sẽ đi Tuyết Sơn ngay. Đừng, Quỳnh đừng đi. Tại sao lại không đi? Nếu như Quỳnh không đi, làm sao lấy được băng phách ngàn năm chữa trị cho muội giải chất độc quả liệt quả đây? Dương đại ca, nhưng mà Quỳnh đã nói, cho dù muội có biết pháp thuật không, có võ công hay không, Quỳnh chỉ cần muội ở bên cạnh Quỳnh thôi. Bây giờ muội như vậy, muội đã thấy rất là hạnh phúc. Biết trước như vậy, lúc đầu muội không đi học pháp thuật gì hết, muội sẽ theo Quỳnh xuống núi, ở bên cạnh Quỳnh là được rồi. Muội nghĩ vậy thật sao? Dạ phải. Muội thấy Khương phu nhân tốt với Khương thừa tướng như vậy, nói thật muội cũng rất muốn muội có thể trở thành một thê tử đảm đang, hầu hạ tướng công của mình chu đáo. Tiểu Điệp, nghe muội nói vậy Quỳnh rất vui. Nhưng mà cho dù ra sao, dù có chuyện gì, Quỳnh cũng tìm băng phách ngàn năm về đây cho muội. Tại sao vậy? Tiểu Điệp, có được băng phách ngàn năm không phải chỉ khôi phục pháp thuật cho muội thôi, mà còn Quỳnh mong là có thể giải được chất độc quả liệt quả trong người muội nữa. Tiểu Điệp, dù sau này muội có pháp thuật hay không, điều Quỳnh mong muốn nhất là muội sẽ được bình an khỏe mạnh. Cho nên Quỳnh mới kiên quyết tìm băng phách ngàn năm phải không? Thôi được rồi, dù gì thì Quỳnh cũng đã quyết định rồi. Quỳnh nhớ phải đi nhanh về nhanh đó, nếu không muội lo lắm. Mấy ngày này muội sẽ theo Khương phu nhân học hỏi làm việc nhà nấu nướng. Trước đây muội không hề biết tới những chuyện này, không biết làm như thế nào. Bây giờ nghĩ đến muội sẽ học những điều một nữ nhi cần làm, trong lòng của muội thấy vui lắm. Muội vui là được rồi. Thôi vậy đi, Quỳnh cho Hạo Thiên Quyển bảo vệ muội. Bây giờ Quỳnh sẽ đi ngay. Vậy Quỳnh không cần nói với thừa tướng một tiếng sao? Không cần, thừa tướng đã biết trước chuyện Quỳnh sẽ đi Tuyết Sơn. Tiểu Điệp, giữ sức khỏe, Quỳnh đi nha. Dương đại ca, Quỳnh phải cẩn thận nha. Đợi Quỳnh đó. Đại ca, Quỳnh phải bình an trở về.
muội sẽ chờ huynh trở về. Tiểu điệp sẽ chờ huynh trở về. Dương Tiễn, tại sao huynh vẫn không chịu ra gặp ta? Ta không phải là kẻ giết người không gớm tay. Ta không muốn làm tổn thương họ. Huynh đừng ép ta giết người nữa. Nếu ta không làm như vậy, còn có cách gì ép huynh ra ngoài đây? Dương Tiễn, huynh không ra gặp ta được hay sao? Tuyết Nhạn, Công Minh, sao huynh lại đến đây? Huynh vừa nghe nói muội đã giết tứ đại danh tướng Tây Kỳ. Đúng vậy, Công Minh. Bây giờ thì muội đã trở thành một kẻ giết người không chớp mắt. Tại sao muội lại nói như vậy? Trước đây muội nhớ giáo chủ từng dạy chúng ta, thậm chí còn dặn đi dặn lại, không muốn chúng ta nhúng tay vào chuyện đời, sợ chúng ta sẽ lún sâu vào con đường giết chóc. Nhưng huynh có biết không, khi muội xuống tay giết chết họ, trong thời khắc đó muội không hề có chút cảm giác mềm lòng. Công Minh, muội thay đổi rồi phải không? Muội thay đổi rồi. Muội đã thay đổi thật sao? Bây giờ muội trở thành người như thế nào? Mau nói cho muội biết đi. Bây giờ muội buồn nhiều hơn, muội thích suy nghĩ lung tung nhiều hơn. Tuyết Nhạn, sự thay đổi đó chỉ càng làm muội thấy phiền hơn. Không cần phải nghĩ gì hết, muội xuống núi chỉ có một mục đích, chính là giúp đỡ Triệu Công Minh. Muội chỉ cần suy nghĩ như vậy đã đủ rồi, được không? Công Minh. Tuyết Nhạn, muội cũng biết trước giờ huynh rất yêu muội. Việc đến nước này, muội đừng có từ chối huynh nữa. Sau khi chúng ta giúp Văn đại ca diệt được Tây Kỳ, chúng ta sẽ cùng nhau về núi, cùng nhau tu luyện, không quan tâm đến chuyện hồng trần nữa. Hôm đó mình đã bị Dương Tiễn làm nhục, mình không còn là Bạch Tuyết Nhạn như trước đây. Mình làm sao đáp lại tình cảm sâu nặng của Công Minh? Muội muốn từ chối huynh hay sao? Công Minh, không phải muội muốn từ chối huynh. Muội biết rõ trước giờ huynh luôn thật lòng với muội, chỉ là trong lúc này muội vẫn chưa hiểu. Nhưng mà muội hứa với huynh, muội sẽ suy nghĩ lại lời nói của huynh. Đợi chúng ta trở về núi rồi sau đó nói tiếp được không? Muội đồng ý suy nghĩ kỹ chuyện này rồi hay sao? Dạ thật, muội bằng lòng. Ta đã định nói cho Tuyết Nhạn biết, người ở bên cạnh cô ấy tối đó chính là ta. Nhưng mà bây giờ Tuyết Nhạn đã đồng ý suy nghĩ lại chuyện này. Chuyện tối đó tạm thời khoan hãy nói ra. Tuyết Nhạn, huynh muốn giúp cho Kim Quang Bảo Kính của muội phát huy hết uy lực. Huynh đang nghĩ làm sao phối hợp Kim Giao Tiễn với bảo bối của muội đây? Được. Quỳnh nghĩ vậy thì sao?
Không ai chịu đi với tôi hết. Tiểu công tử, huynh đi chung với tôi có được hay không? Hãy trả thù cho cha tôi. Đương nhiên tôi muốn trả thù cho Võ Thành Dương rồi. Nhưng mà họ đã ra lệnh cho tôi không được rời khỏi đây. Tất cả người trong phủ muốn tôi nhẫn nhịn, nhưng mà mỗi ngày khi tôi nhìn linh dị cha tôi, làm sao mà tôi nhẫn nhịn được chứ? Bây giờ chỉ còn một mình Hoàng Thiên Hóa cô đơn trên đời này. Dù tôi có tử trận, cũng phải trả thù cho cha mẹ, cô của tôi. Trả được thù này, tôi sẽ đi theo họ. Thiên Hóa, thôi huynh đừng buồn nữa. Tôi hứa với huynh. Thật không? Huynh chịu giúp tôi hả? Ừ. Đúng lúc. Trước giờ tôi rất muốn được lĩnh giáo Kim Quang Bảo Kính trong tay Bạch Tuyết Nhạn lợi hại tới cỡ nào. Ừ. Và kim giao tiễn của Triệu Công Minh. Trước giờ tôi chưa có được cơ hội thi tài với họ. Tôi tin là với bản lĩnh của tôi sẽ làm cho kim giao tiễn của hắn đứt ra hai mảnh. Tiểu công tử, huynh không được đắc ý như vậy. Kim giao tiễn đó vô cùng lợi hại. Tôi tận mắt nhìn thấy cha của tôi đã chết bởi kim giao tiễn đó. Vậy Thiên Hóa, tôi có ý này nè. Triệu Công Minh, ngươi ra đây mau. Tại sao lại là một đứa trẻ chứ? Ta còn tưởng giết chết bốn tên tướng lĩnh Dương Tiễn sẽ chịu ra đây. Thật không ngờ lại cho một đứa trẻ ra đây. Tây Kỳ các ngươi không còn ai nữa hay sao? Yêu nữ, ta không gọi ngươi ra. Mau gọi Triệu Công Minh ra đây cho ta. Ngươi kêu ai là yêu nữ? Ta kêu ngươi đó. Sao hả? Bạch Tuyết Nhạn ta sống từ tuổi này chưa ai gọi ta là yêu nữ. Bỏ đi. Thấy tuổi ngươi còn nhỏ, ta không tính toán với ngươi. Ngươi đó, mau trở về đi, theo cha của ngươi luyện võ học chữ. Nếu không... Nếu không thì sao? Cha ta đã bị Triệu Công Minh hại chết rồi. Ta nói cho ngươi biết, yêu nữ, hôm nay cho dù ta phải thịt nát xương tan cũng phải cắn tên Triệu Công Minh vài cái. Thì ra Triệu Công Minh đã giết cha của ngươi sao? Ngươi muốn gặp Triệu Công Minh thì phải qua ải của ta trước. Nếu không thì ngươi cũng đừng hòng gặp được Triệu Công Minh. Ngoan cố như vậy, yêu nữ tiếp chiêu. Công tử, yêu nữ, ta và Thiên Hóa đến đây là muốn bắt Triệu Công Minh. Tại sao ngươi lại ra chịu trận cho hắn hả? Tiểu công tử, đừng nói nhiều với cô ta, bắt cô ta trước đi. Tuyết Nhạn, Công Minh nào, quên đến đúng lúc lắm. Quên mau lấy lại kim quang bảo kính cho muội. Ngươi hãy xem lợi hại của kim giao tiễn. Kim giao. Cô Lưu Tôn sư thúc, Thủ Hành Tôn. Thiên Hóa bái kiến cụ Lưu Tôn tiền bối. Miễn lễ, miễn lễ. Tên tiểu tử này một mực kéo ta đến Tây Kỳ. Đúng lúc đang bay giữa trời ta nhìn thấy bọn chúng. Ta mau chóng dùng hai tiên thần là Phượng Long Sách và Khổng Thiên Sách trói bọn chúng lại đó. Hãy cho cụ Lưu Tôn trộm Phượng Long Sách của ta. Bây giờ ông lại lấy Phượng Long Sách trói ta lại. Đồ đệ của triệt giáo không đổi trời chung vong. Uổng công ông là tiền bối, không ngờ lại dùng thủ đoạn bí ổi như vậy. Còn trói bọn ta lại, mau thả bọn ta ra. Còn nói bọn ta bị ổi, tên Triệu Công Minh không biết xấu hổ, lần trước chạy đến Tây Kỳ giết chết cha của Thiên Hóa, hôm nay ta sẽ giết người. Thôi anh Tôn, dừng tay.
Bây giờ chúng ta đã bắt được họ rồi, chúng ta đưa họ về Tây Kỳ xem Khương Tử Nha xử lý họ như thế nào. Cái gì? Tiểu đệ về Thiên Hóa đi khiêu chiến với Triệu Công Minh rồi sao? Lúc hai vị công tử đi ra ngoài, chính Triệu Công Tử đã nói với tôi. Tại sao ông không ngăn họ lại chứ? Tôi, Lý tướng quân, đương nhiên tiên chất cũng muốn ngăn cản họ lại. Nhưng mà nhị công tử à, chắc cậu cũng hiểu rõ tính Tiểu Công Tử chứ. Làm căn, thừa tướng đã căn dặn rồi, không được tự ý đi khiêu chiến. Tại sao họ còn chạy ra ngoài đó làm gì chứ? Ê, nhị công tử, cậu bình tĩnh lại đã. Khi thừa tướng ra mệnh lệnh này thì Tiểu Công Tử không có đó. Tôi nghĩ trong chuyện này chắc chắn do Thiên Hóa sử dụng Tiểu Công Tử làm. Tiểu Công Tử có gậy Lôi Phong đối phó Kim Giao Tiễn, tôi nghĩ không có chuyện gì lớn đâu. Đúng vậy, thừa tướng cũng đã nói rồi, Kim Giao Tiễn đó quy lực vô cùng lớn, tôi nghĩ gậy Lôi Phong cũng không phải là đối thủ của nó đâu. Cho dù có nói sao, hai người họ cũng không thể đi ra ngoài như vậy. Đã xảy ra chuyện gì? Thừa tướng, tiểu đệ và Thiên Hóa đi khiêu chiến Triệu Công Minh rồi. Hả? Thiệt tình? À, vậy đi, thừa tướng à, nhị công tử, tôi đến đó xem sao. Nè, đợi đã. Họ đã về rồi. Thừa tướng, chúng tôi về rồi, tôi có mời sư phụ đến đây. À, cô Lưu Tôn sư huynh. À, cô Lưu Tôn tiền bối. Ê, đừng có kêu tiền bối hoài. Mọi người nghĩ ta đã già, mọi người mới thấy vui có phải không?